Diệp ơi, bắt giờ sao mà nhìn thê thảm vậy hả con? Thôi vô nhà đi. Dạ, con mời bác vô nhà. Mời bác uống nước. Nhà không rộng không đẹp, nhưng mà cháu ở vậy là được rồi. Dạ. Ông Kha ra đi đột ngột quá, để lại bao nhiêu khó khăn. Cháu cố gắng vượt qua nha. Bác biết cháu đang khó khăn để xoay sở trong cuộc sống và lo toan nợ nần. Thôi thì dù không phải bà con, nhưng mà tình nghĩa sống chung bao nhiêu năm nay, bác muốn cho con một ít tiền. Bác cho con 50 triệu để xoay sở nợ nần. Có gì á thì gọi cho bác biết nha. Nhưng mà cũng chừng mực thôi đó, chứ bác trai không cho nhiều đâu. Dạ, thôi được rồi, con cảm ơn bác. Nhưng mà con xoay sở được tiền trả nợ rồi, con sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ở đâu mà con có tiền? Hơn 500 triệu chứ có ít đâu. Hay là con lại bài bạc nữa rồi? Dạ không, chỉ là ba con có khoản tiền dành dụm thôi. Vậy là ông Kha cũng tích góp được ít tiền, mà mình cũng nghi lắm. Hay là ông nhà mình đưa tiền để giúp nó mà giống? Không biết bác gái có biết gì chuyện ba mẹ ruột của mình là ai không? Mình có nên hỏi hay không? Chắc chắn là ổng cho nó tiền để trả nợ và giống mình. Chứ làm gì nó thấy tiền mình đưa mà từ chối. Mình phải hỏi rõ chuyện này mới được. Alo, mẹ hả? Nhân à, dạ. Mẹ vừa mới ở chỗ thằng Diệp về. Mẹ đưa cho nó một ít tiền mà nó từ chối. Nó còn ra vẻ bất cần nữa chứ. Mẹ nghi là ba con cho nó mượn một số tiền rồi đó. Chuyện đó thì con không chắc, nhưng để biết rõ nó có tiền trả nợ hay là không, con sẽ gọi bên chỗ nó dây để coi xem sao. Mẹ đừng có làm ông sờm mọi chuyện lên mà làm cho ba bực mình đó. Mọi chuyện để đó con tính cho. Bây giờ con đang bận nhiều việc quá, mà nghe thêm chuyện của thằng Diệp á, con đau đầu quá. Thôi con cúp máy nghe. Thân thế của thằng Diệp không rõ ràng, ba mình thì hãy giúp đỡ nó. Để nào ba biết gì đó về nó sao? Chuyện này rõ ràng là không đơn giản, mình phải làm rõ. Bởi vì ba lần bốn lượt ba cứ muốn giúp đỡ nó.
Sao về sớm vậy con? Mệt nên về nhà nghỉ hả? Con uống nước nha. Mẹ đi làm cho con đi nước. Mẹ, mẹ ngồi xuống đây đi. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Có chuyện gì vậy con? Cô giúp việc đâu rồi mẹ? À, mẹ sai nó ra ngoài mua đồ rồi. Mẹ, hôm chú Kha hấp hối ở bệnh viện, trước khi mất, chú Kha có nói với thằng Diệp một bí mật mà con tình cờ nghe. Hai cha con nói mà có bí mật gì? Bí mật về thân thế của thằng Diệp. Chú Kha không phải là ba ruột của nó. Mẹ có biết chuyện này không? Hả? Con nói sao? Có chuyện đó nữa hả? Vậy ba của thằng Diệp là ai? Con đang nghi ba là người biết rõ chuyện này. Alo, Diệp hả? Diệp con nghe. Con đang ở đâu vậy? Đến gặp bác một chút được không? Bác có chuyện quan trọng muốn nói với con. Được rồi, con sẽ tới gặp bác nha. Được, con đừng đến công ty. Hay là con đến chỗ bác cháu bình thường gặp là được rồi. Dạ, con chào bác. Con uống gì? Dạ, dạ, gì? Cho ly cà phê đá. Dạ. Bình thường con mời bác không à, mà hôm nay thì ngược lại, chắc có chuyện gì quan trọng lắm, cho nên bác muốn gặp con và hẹn con ra đây đúng không? Bác thấy hình như con đã biết suy nghĩ và chín chắn hơn nhiều rồi. Thực ra trưởng thành và biết suy nghĩ hơn khi trải qua một số biến cố lớn, và con đang sống trong tình huống đó. Nếu như bác không tìm gặp con thì con cũng tìm bác không một số chuyện quan trọng. Thôi, bác nói chuyện của bác trước đi. Trước khi ba con mất, ba con đã từng đến tìm bác để nói ra ba con lo lắng sợ có một tổ chức giang hồ đó sẽ ép làm việc món nợ tiền. Ba con rất lo sợ, không biết xử lý như thế nào. Ba con đã nhờ bác giúp nhưng chưa kịp thực hiện thì ba con đã ra đi đầu mộng. Vì là hứa với người đã mất, nhất định bác sẽ thực hiện. Bác có hỏi con vấn đề này thực hư như thế nào? Nếu chỉ đơn thuần là nợ tiền thì quá đơn giản, bác chỉ sợ là con dính líu tới pháp luật. Dạ, không có chuyện đó đâu bác, chỉ là do bác con suy đoán thôi. Làm gì có dính đến giang hồ và phạm tội. Vậy thì tốt rồi. Bác cũng không nghĩ con lại làm ra những chuyện tệ hại như vậy. Chỉ còn món nợ mà còn cho nhà nặng lãi tới nhà nội. Con tính xong, có cần bác giúp không? Không nên để cho bác Duy biết chuyện mình dính líu tới trang web đánh bài và cả chuyện nợ nần. Có thật là con không gặp rắc rối gì không? Bác thấy con khác thường lắm. Hình như con có chuyện gì giấu bác không? Vậy đâu có gì đâu bác. Chẳng qua là ba con mất đột ngột quá nên con hơi buồn. Món tiền nợ thì con đã trả xong hết rồi bác, nhưng mà không đến nỗi nhiều như vậy đâu bác. Con và ba con có một ít tiền tiết kiệm, con lại trả nợ xong hết rồi. Bác yên tâm. Dù sao thì ba con cũng có ơn cứu mạng bác, cho nên bác phải có trách nhiệm quan tâm và lo lắng cho con. Nếu như con có cần gì thì cứ nói với bác. Còn một việc này nữa, bác muốn nói với con. Bác đã sắp xếp cho con vị trí làm việc trong công ty rồi. Dạ. Làm việc tại công ty. Ừ. Nhưng mà con chưa học xong mà bác. Không sao. Bác tin là con sẽ tốt nghiệp. Trong thời gian này, con đang tìm chỗ thực tập đúng không?
vậy thì con cứ coi công ty là nơi thực tập, rồi sau đó vô làm luôn. Đó là những chuyện mà bác muốn gặp con để nói. Còn chỉ con muốn gặp hỏi bác là chuyện gì? Dạ, chuyện đó thì dù mình đã làm sai rất nhiều, nhưng bác Duy vẫn luôn quan tâm dành cho thứ. Lẽ nào bác Duy có một tình cảm đặc biệt dành cho mình. Nhiều lúc mình cứ cảm nhận bác như là ba ruột của mình. Lẽ nào sự đáng này có thể trở thành sự thật? Cảm giác của mình đặc biệt lắm. Mình có nên làm rõ chuyện này không? Nếu chị thì không nên nói ra. Bí mật ba mình đã nói là mình không phải là con ruột. Việc này hôm nay mà thấy con lạ lắm. Dạ, đâu có. Chuyện mà con muốn gặp bác để hỏi cũng là muốn xin bác cho công ty thực tập. Bây giờ bác nói ra rồi, hơn cả mong muốn của con. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Ừ, nếu vậy thì bác cũng yên tâm. Bác có hẹn với khách hàng nên bác phải đi trước. À, có gì con sắp xếp đến gặp anh nhanh để trao đổi việc làm. Dạ. Nè, con lấy từ thối mà đổ xăng. Bác đi nha. Dạ, con chào bác. Giờ này hai mẹ con đã giờ rồi. Chẳng lẽ là có chuyện? Em nghe đàn cửa. Bạn tắt đều đến chính viên, đòi nhìn lại đi bạn. Anh phải ra lệnh cho chú xung đột nhìn đó. Nghe đàn cửa. Lẽ nào tôi tóm xào yêu thích vợ con mình để mình không dám động tới băng nhóm của nó? Gọi cho chồng mày biết, không được đưa đàn em tới, chúng ta cũng tám sẹo.
Nhanh lên. Nhanh. Nhanh lên. Sẹo, nó giành hết địa bàn của mình rồi. Em có lệnh cho thằng Tiến tới sự, nhưng không thấy nó đưa đàn em tới, điện thoại cũng không liên lạc. Tại sao nó không làm? Chú Phúc đưa đàn em tới sự tập sẹo đi, còn gọi điện báo tới làm gì? Hả? Không kịp đâu anh. Tụi tám sẹo đã tới nhận mặt hết tất cả các chủ cửa hàng ở đó, và tụi nó thu tiền bảo kê, rồi bỏ đi mất tiêu. Em có đưa đàn em tới đó lần nữa, nhưng mà không gặp tụi đó, nên về đây xin ý kiến của anh hai. Mà ngồi ra phải giành lấy lại đi mà. Còn với thằng Tiến, dạo này anh thấy có vẻ nó nương tay, vì sợ ảnh hưởng tới vợ con của nó đúng không? Dạ đúng. Em thấy có vẻ nó muốn rút lui khỏi tổ chức. Làm cái nghề này mà có gia đình êm ấm thì sẽ dễ nhục chí. Nếu nó đã được rồi, thì phải có cách xử đâu. Xem nó có còn tung tăng hay không, hay là trở mặt. Nếu nó có vi phạm, xử nó luôn, khỏi chân trời. Dạ. Em dám chắc là nó sợ nguy hiểm tới vợ con, nên muốn rút lui. Vậy thì phải thử nó, dùng vợ con nó để nguy hiểm, xem nó có phản hay không. Dạ. Ba bị gì vậy? Hả? Con bị gì? Chứ, con hỏi ba bị gì? Tự nhiên ba hỏi con bị cái gì? Ba bị cái gì mà ba gắn cái quạt, cái lồng nó bị ngược rồi nè. Ủa? Ba bị lộn. Ba ơi, ba suy nghĩ về cái gì mà chi tư quá vậy? Ba đừng nói con nhớ cô Út nha. Con nghe người ta hát cái bài gì mà có cái câu gì mà hương lỡ xa vào đôi mắt em, ngồi đây mà nhớ ở bên kia. Cái thằng hát tầm bậy tầm bạ không. Cái bài hát của người ta hay thấy mồ, lọt vô họng của ông á, nghe thấy gớm. Con học thuộc lời con hát đại. Ba, đừng có nói là ba đang nhớ cô Út thiệt nghe. Cái thằng này sao mà ăn nói tào lao không à. Tôi đã nói rồi, tôi không có yêu đương gì với bà Út hết á. Nuôi mình ông không là mình cũng chết rồi. Thế không? Ừ. Ba hứa ở nha. Ừ. Vậy chứ ba đang nghĩ gì vậy mà thấy ba lo dữ vậy? Ba đang nghĩ tới anh Việt của mày. Dạ. Ba nghĩ nó đang gặp rắc rối gì đó với tụi giang hồ mà nó giấu cha con mình. Đúng rồi đó ba. Bữa con thấy mấy cái người đó dữ tợn thiệt á. Ừ. Y như là mấy người trong phim xã hội đen mà con coi á. Mình cũng đã từng vay tiền của bọn xã hội đen. Mình biết rõ cái cách tụi nó ghé thăm với đe dọa. Ba nghĩ anh Việt của mày thiếu tiền tụi nó nhiều lắm. Dạ chắc là vậy á ba. Hồi đó cũng nhờ anh Việt nè.
đưa tiền cho ba trả nợ. Không thôi á, cha con mình bị tụi nó xử luôn rồi. Ừ, con nói đúng á. Tự nhiên cái từ người lạ giờ trở thành thân thiết với nhau. Bây giờ nên việc cần giúp cái gì á thì cha con mình phải giúp á. Dạ. Tội nghiệp nó, nhất là thời điểm bây giờ. Anh chị con rất là đau buồn vì ba của anh mới vừa mất. Dạ. Chuyện này ba để cho con lo cho. Từ nay cho đi á, con sẽ theo sát anh Việt để nắm rõ tình hình của anh, rồi con sẽ về báo cáo cho ba biết. Ông đó hả? Dạ. Ông lo cho thân của ông còn chưa có xong, còn lo cho ai? Ông làm ơn đứng yên chỗ đó giùm tôi một cái. Dì ba, con làm được mà. Có cái vụ này ông làm được nè. Dạ. Bây giờ ông chạy qua nhà của bà Út á, ở cái khu nhà trọ á, ông kiểm tra giùm tôi coi có bóng đèn, mấy cái bóng đèn ở hành lang á, cái nào hư thì về báo cho tôi biết. Đi đi, hồi chiều ba gọi điện ba nói cái gì mà bây giờ ba quên mất tiêu rồi. Con đi kiểm tra giùm ba đi. Thôi, hư cái gì để mai mình qua sửa cũng được. Bây giờ mình chạy qua nhà anh Việt liền đi nha. Cái này ông nói đó nghe. Dạ. Ông để tôi qua bà Út rồi bà giữ tôi lại không cho tôi về rồi ông ráng chịu nghe. Không được đâu. Thôi để con đi đi cho. Ba qua bển là không được. Có câu gì mà lửa gần gơm trái phà phà. Không được đâu, để con đi cho. Thằng mất dịch. Có con bạc này là chơi ngon nhất và có nhiều tiền nhất. Anh đưa em thêm thông tin về ngày giờ chơi gần đây của con bạc này. Em sẽ tìm cách hack và chuyển toàn bộ số tiền của nó qua một tài khoản khác. Như vậy chắc chắn nó sẽ biết và đòi quét của mình bồi thường sao? Em có cách rồi, anh đừng có lo. Nếu như nó hỏi tại sao tiền trong tài khoản của nó bị mất, anh cứ nói là cho nó chơi gian lận. Vì vậy hệ thống bài chủ ở nước ngoài họ đã tịch thu. Mẹ, mẹ ăn trái cây đi mẹ. Mẹ không có ăn đâu. Bà sao vậy? Từ bữa cơm tới giờ bà không ăn uống, không nói năng gì hết. Bình thường trong bàn cơm á, bà nói suốt à? Bữa nay tôi thấy hơi lạ. Bộ bà đang bực tức chuyện gì hả? Còn chuyện gì nữa, cái thằng? Ba, mẹ bực mình là vì chuyện thằng Việt á. Tại vì mẹ quan tâm tình nghĩa với chú Kha vừa mới mất. Mẹ sợ là thằng Việt đó cô đơn, thiếu thốn. Nên mẹ qua bên đó đề nghị giúp đỡ nó. Vậy mà nó nỡ lòng nào từ chối còn đuổi mẹ về nữa. Ôi, nếu vậy thì khỏe. Có gì đâu bực tức. Nó không chịu sự giúp đỡ của mình á, thì mình khỏi phải ái nái. Mà nó cũng lớn rồi, nó phải biết tự lo bản thân nó. Mà quan tâm làm cái gì? Điều bây giờ mình cần làm á
là giúp trong công việc ở công ty, chứ là anh Kha đã từng mơ ước là được rồi. Mà ông nè, ông Kha mất đi rồi, thằng gì có tìm được họ hàng bà con thân thích gì không? À, hình như là không có ai hết. Với lại anh Kha xuất thân mình trẻ một côi mà tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm. Mà sao bữa nay bà có vẻ quan tâm tới thằng Diệp quá vậy? Thì... Nhân nè. Dạ. Một lát con lên phòng, ba có chuyện muốn nói với con. Dạ. Hiện tại nó đang ép phê cùng người chơi khác để biết bài của nhau. Và khi đó nó rất dễ dàng thắng bài của nhà cái. Vậy là sao? Có nghĩa là khi người chơi chung báo cho nó biết số nút cao hơn của nó thì nó sẽ bỏ bài, nó sẽ không đánh nữa. Còn nếu như người chơi chung thấp hơn thì nó sẽ cược thật là lớn. Em nghĩ là hai con bạc này đang đánh tại nhà. Chú nói hay lắm. Cứ làm theo hướng đó đi. Dạ. Còn chuyện chú hứa với anh hai tìm cách khác để tăng lợi nhuận cao cho web đánh bạc, chú làm tới đâu rồi? Nhanh đi, anh hai không có kiên nhẫn đợi lâu đâu. Dạ, em hiểu. Vô đi. Anh Cường, có thằng Tiến tới tìm anh kìa. Kêu nó vô đây. Mẹ, giờ này mới lọt cái mặt ra. Anh hai mà không kêu nhân nhượng nó, tật xử nó lâu rồi. Đi đi. Dạ. Alo. Lên đại diện chút. Em nghe điện thoại. Rồi, lên nó đi việc nghe nè. Rồi chị biết rồi. Được rồi, chị biết rồi. Có gì chị gọi lại sau nghe. Rồi. Rõ ràng là ba lo cho nó nhiều hơn mình. Nhất định mình không để yên chuyện này. Việc trước tiên là phải hoàn toàn xong dự án thì ba mới tin tưởng giao hết việc quản lý công ty lại cho mình. Nếu có Linh thì việc làm kế hoạch dự án web sẽ nhanh hơn. Alo, Linh hả? Em lên Sài Gòn chưa? Anh gặp em một chút được không? Ok. Vô ăn cơm đi con. Nè, An. Dạ. Cái điện thoại của ba, con không được gọi tùm lum tà la đó nha. Hồi chiều á, ba mới nạp 100,000, nó khuyến mãi 50. Tổng cộng là 150. Một lát ba kiểm tra mà thiếu đồng nào mày biết tay ba. Vô ăn cơm, lẹ. Ba, yên tâm đi. Con có... có cái chiêu gọi điện thoại không có tốn tiền đâu. Chiêu gì hay vậy? Chỉ ba coi. Dạ, dạ cái chiêu nhá máy á ba. Thí dụ mình muốn gặp ai á, mình nhá máy cái mình tắt, mình nhá máy cái mình tắt, mình nhá máy cái mình tắt, nhá ra ngoài á.
Ngồi người ta tưởng có chuyện quan trọng, người ta gọi là mình đâu có tốn tiền đâu. Con trai của ba đúng là khôn thiệt, mà không kiểu con nít đó. Ăn cơm đi. Dạ. Mấy lần mà em gọi điện anh không thể nghe máy, vì lúc đó anh có chuyện quan trọng. Em đừng lo, chuyện của mẹ anh thì cũng không có gì đâu, anh sẽ thuyết phục được gia đình mà. Dạ. Em muốn đứng đi. Đang ly đà, anh phải gặp em sớm trước khi ba của em nói. Ba em đã từng gặp anh, nhờ anh giúp, nhưng đức tiên chưa giúp được gì thì chú. Kể ra thì anh em mình cũng có duyên gặp gỡ, và biết hết duyên gì vậy nhé. Nếu lúc nãy em không chủ động gặp anh, thì anh cũng đắn đo, không biết là có nói cho em nghe mọi chuyện hay không. Sao? Có chuyện gì? Em muốn gặp đại ca để giải thích. Anh hai không gặp chú đâu. Lý do tại sao lần này chú lại để tụi tám sẹo giành địa bàn vậy? Hả? Em thấy tình hình chưa đến lúc căng thẳng, nhưng mà em sẽ cố gắng giành lại địa bàn. Nếu như vợ con chú làm nhục chí, thì tốt nhất dứt bỏ nó đi. Để vợ con ảnh hưởng đến công việc, thế nào anh hai cũng xử cả tụi bay. Anh giải cứu em khỏi con bạc, nên anh mới kịp gặp ba em trước lúc hấp hối. Giờ em muốn nói một chuyện cho anh biết. Đi thôi. Dạo này anh đang bị thất thế trong băng nhóm đúng không? Đúng rồi. Anh hai là một con dao hai lưỡi, nếu làm không được việc thì có ngại cũng bị xử. Ba của em từng tới gặp anh, nhờ anh giúp em thoát khỏi băng nhóm. Nhưng mà chính anh cũng chưa thoát ra được. Anh chỉ khuyên em, khi chưa lún sâu vào nên rút ra sớm, đừng để quá muộn như anh. Dạ. Dạ. Em chỉ làm với những trò ma mạnh, đánh bạc. Em chưa lún sâu vào phạm pháp. Em đã rút lui đi, bằng mọi cách phải thoát thân, thậm chí là phải bỏ trốn. Bỏ trốn sao? Tuy bà không phải là ba ruột của con, nhưng bà cũng đã hết lòng lo cho con.
em chỉ làm những trò mà mình đánh bạc. Em chưa lúng sâu vào phạm pháp, em đã rút lui đi bằng mọi cách phải thoát thân, thậm chí là phải bỏ trốn. Bỏ trốn sao? Đi trốn đi đâu mà có thoát được không? Nếu mình đi thì làm sao mình có thể nhận lại Bắc Duyên và tìm về thân thế của mình? Chẳng lẽ tất cả đều là đường cùng với mình hay sao? Điều quan trọng bây giờ phải tìm ra ai là ba ruột của mình. Nhất định sẽ tìm được. Mình phải trở lại căn nhà cũ để lục tìm món đồ mà ba mình nói là kỷ vật về thân thế. Nhất định. Nói tài xế chuẩn bị xe cho cô đi công chuyện. Dạ, không còn xe nào ở nhà bà chủ. Đi trường. Sao kỳ vậy? Cô đã dặn nó là chở chú tới công ty làm việc rồi quay về đây chở cô đi ngân hàng để gửi tiền. Cái thằng thiệt là. Thôi, vô lấy cô ly nước đi. Dạ. Con đang ở đâu vậy? Con đưa chú tới công ty chưa? Dạ, dạ rồi. Vậy sao không về đưa cô đi công chuyện? Dạ, con đang về nhưng bị kẹt xe cô ơi. Nhanh lên đi. Dạ. Cái thằng kẹt xe thì phải kiếm đường khác mà đi chứ. Tài xế mới gì mà còn non nớt quá. Bực mình làm trễ nải công việc của mình hết. Ủa, chết, để quên chiếc vòng trên phòng rồi. Sau đó cũng được. Dạ. Anh Việt ở đây ngồi chơi, đợi bà chủ em nha. Em xuống nấu cơm.